Các bạn đã biết thông tin gì chưa? Đăng ký ngay khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên để được tổng ôn về tất cả kiến thức văn trước khi bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây chắc chắn sẽ là bước chạy nước rút cuối cùng để giúp cho các bạn đạt được điểm 8 cộng môn văn đấy. Nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên ngay nhé. Còn bây giờ thì cùng nghe audio với chị thôi. Xin chào tất cả các bạn nhỏ, chị là Thùy Dương đến từ team chuyên môn của học văn chị Hiên. Chị rất là vui khi là người đồng hành cùng các em trong chuyên mục 5 phút học văn mỗi ngày. Và với 5 phút thì chị em chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết nghệ thuật đặc sắc có trong các tác phẩm ngữ văn lớp 12 nhé. Ở số trước thì chị em chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu chi tiết bát bánh đúc có trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Còn ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết nghệ thuật nào? Ngay bây giờ hãy cùng chị lắng nghe nhé. Nếu Kim Lân, cây bút về chuyện ngắn chuyên viết về đời thường, người thường, về cuộc sống nông thôn chân chất, bình dị, thì với Nguyễn Minh Châu, ông cho rằng nhân quyền giống như món trang sức đắt tiền trong tủ kính mà những đôi bàn tay lam lũ không thể chạm vào, và con người đều có trong mình những vẻ đẹp khuất lấp. Một Nguyễn Minh Châu suốt đời cầm bút chỉ để đi tìm những hạt ngọc ẩn chứa trong tâm hồn. Và người đàn bà hàng chài trong chiếc thuyền ngoài xa là một viên ngọc như thế. Tôi nhớ như in những giọt nước mắt của người đàn bà ấy. Nó tựa như những viên ngọc đang lăn dài trên má, lấp lánh, người dáng. Người ta nói khi giọt nước mắt của một ai đó rơi xuống cũng là lúc trái tim họ đang vỡ nát bởi những tổn thương vô cùng. Tổn thương đó có thể bắt nguồn từ những lớn lao trời bể, thậm chí còn từ những vụn vặt đời thường. Dẫu là từ đâu thì trái tim họ vẫn mang những vết thương khó liền, và giọt nước mắt đã đi vào văn chương như một cách để diễn tả nỗi đau vô cùng vô tận của nhân vật. Tôi nhớ trong chiếc thuyền ngoài xa, giọt nước mắt của người đàn bà nhỏ xuống bởi những đau đớn của tâm hồn, nỗi đau xé nát tâm can của một người mẹ. Lúc giơ lưng chịu trận đòn như lửa cháy của chồng, dù đau đớn đến mấy, chị vẫn không hề kêu xin khóc lóc. Nhưng khi nhìn thấy đứa con chứng kiến toàn bộ tấn bi kịch của gia đình, chị đã không cầm nổi những giọt nước mắt đau đớn. Sự xuất hiện của đứa con như viên đạn bắn vào người đàn ông, và bây giờ xuyên qua tâm hồn của người đàn bà, làm rỏ xuống những dòng nước mắt. Làm sao diễn tả được sự tan nát của trái tim người mẹ khi chứng kiến cảnh đứa con mình nhảy sổ vào bố nó như một con sói giằng được chiếc thắt lưng, liền giớm thẳng người vung chiếc khóa sắt quật vào giữa khuôn ngực ông ta. Cái phản ứng tự nhiên của một tâm hồn trẻ thơ thương mẹ khiến cho người mẹ dường như lúc này mới cảm thấy đau đớn, vừa đau đớn, vô cùng xấu hổ, nhục nhã. Bà gọi tên con, ôm chầm lấy nó, rồi lại buông ra, chắp tay vái lấy, vái để, rồi lại ôm lấy, chầm lấy. Có phải bà đau đớn vì rốt cuộc không sao tránh cho con khỏi những tổn thương bởi bạo lực gia đình? Bà xấu hổ, nhục nhã vì phải giấu giếm con tình trạng khốn khổ của mình. Bà đã hết sức che chắn, bà xót thương vì niềm tin trong trẻo của con thơ đã bị dạn vỡ. Bà vái lấy, vái để rồi tạ tội với nó, hay cầu xin đừng căm thù cha đẻ của mình, đừng trở nên độc ác như bố nó. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau của người mẹ lúc này? Ẩn sâu trong trái tim đang rỉ máu của người mẹ là lòng yêu thương con vò xé tâm can. Những giọt nước mắt đau đớn, chứa đựng biết bao sự nhọc nhằn, chỉ thực sự rơi khi thấy đứa con yêu của mình chứng kiến cảnh tượng bản thân mình bị chồng đánh. Chỉ thực sự rơi khi có người khách lạ chứng kiến giọt nước mắt của người đàn bà. Khiến tôi nhớ đến giọt nước mắt ròng ròng chảy xuống không sao ngăn lại được của bà cụ Tứ. Giọt nước mắt của những người mẹ thương con, hết lòng vì con, những người phụ nữ một đời lam lũ, khổ sở. Tôi còn nhớ Nguyễn Thanh Tú từng nói, một tác phẩm được ví như dây bóng đèn điện
thì những chi tiết hay là những sợi dây tóc phát sáng, và giọt nước mắt của người đàn bà hàng chài là dây tóc phát sáng ấy, bởi giọt nước mắt đã phơi bày hiện thực bạo lực gia đình trong xã hội sau chiến tranh, một hiện thực nghèo đói, lam lũ và vất vả của những con người nhỏ bé đáng thương nơi đáy của xã hội. Đồng thời, nó cũng mang đến cho người đọc sự cảm thương sâu sắc và khẳng định tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt. Vậy là 5 phút học văn của chúng mình đến đây là hết rồi. Chị mong rằng với 5 phút học văn mỗi ngày sẽ mang đến cho các em thật là nhiều điều bổ ích và lý thú. Mong rằng các em sẽ yêu môn văn nhiều hơn. Còn bây giờ hãy yêu thương học văn chị Yên thật là nhiều để có thể lắng nghe những điều bổ ích vào audio số tiếp theo nhé. Các bạn đã biết thông tin gì chưa? Đăng ký ngay khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên để được tổng ôn về tất cả kiến thức văn trước khi bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây chắc chắn sẽ là bước chạy nước rút cuối cùng để giúp cho các bạn đạt được điểm 8 cộng môn văn đấy. Nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên ngay nhé!